10 giây đếm ngược để đứng dậy và làm việc lại. Nghĩ chưa? Đã hết giờ nghỉ ngơi. 10 giây đếm ngược. Bắt đầu. 10. Chưa chừng... má. Dậy chứ không phải là hiểu không? Gì? Dây đúng không? Là phải đếm chậm đó má, đếm theo cái gì dây á. Ok ok luôn, được chưa? Đếm chậm lại cho nó đúng 1 giây đúng không? Trong 10 giây này các bạn hãy đánh thức cái tiềm thức của mình, hãy thức dậy đi, thấy không? Mình không được ngã gục, mình phải phấn đấu lên vì cái cuộc sống này. Bởi vì sao? Mình có một giấc ngủ ngàn thu, cho nên mình đừng có mà ha gọi ngủ, ngủ từ bây giờ ha, ví dụ như mệt một cái là nằm ngủ liền. No, mình có một giấc ngủ ngàn thu cho nên phang phang đi, mình hãy làm việc đi, thấy không? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Đứng dậy đi, trời gì vậy? Không nữa má, hiểu không? Đi lại đi, đếm lại đi. Bây giờ nha, không 10 nữa, 5 giây thôi. Các bạn phải sao? Phải bật dậy liền và thức vô công việc liền, phải không? Chứ không là cái thời gian nó neo ra nữa là tối mình lại thức khuya nữa, phải không? Mình đâu có muốn gì, mình đâu muốn gì thì mình làm ngay và bây giờ. 5 giây. 5 4 3 2 Dậy đi. Cái này nó ăn vô một cái ha, nó ăn vô một cái thôi là nó ngủ. Là ha, nó gì căng da bụng ra trùng da mắt. Rồi nè, bây giờ ngồi vậy đi quay đúng không? Đúng. Rồi nha. Cái gì vậy? Đi quay. Cái tả què gì nữa gì trời. Ê, gì ghê vậy? Quá. Cái gì vậy? Giờ đi quay. Trời ơi, con bướm nó bay ra. Nó bay ra, con bướm con chim nó bay tà la tùm lum hết. Đứng dậy quay đi em ơi. Đâu chị hát một bài lấy năng lượng coi. Xin lỗi, đừng nói nữa gì đó. Xin lỗi em đi. Em gọi em cút.